Sao thấy dễ dàng. Rồi, thay đổi cho mình mỏng nha các bạn. Dạ. Chào chị Anh, lâu ngày quá chị. Không bắt cái lộn kia kìa. Trời ơi, sao vậy? Con nhớ bạn con nó dẫn tôi đi cái đâu, toàn cầu rồi mặn á. Dạ. Bây giờ nó làm tao lục hơi một à. Ê. Tiệm đó thẳng á. Con nhỏ là bạn tao nói thôi mày cắt đây tao đi, cho đi cắt cho tao qua chỗ Thái tao mua đây đâu. Dạ. Nó nói tóc bị hư, nó nói cái giờ làm phụ cái gì đó, cùng luôn hết trơn, nó nói phụ cái gì á. Nó thôi tao đi đây. Dạ. Salon Thái Phở Gò từ 1 đến 8 nha. Hôm nay mình có đi uống phòng kim tóc nha. Nhưng mà làm đây được là bây giờ em ra đây luôn. À, chứ nó tại vì khi cái uống phòng kim đó là nó cực nó mọc ra em. Dạ. Yeah. Alo. Ở đây anh. Alo. Chân dâu xuống nha, chân dâu hay cắt tông mà rồi cái nhỏ kia sao mệt ghê luôn. Chào Thành Nguyễn. Anh làm ơn anh vô thì mang cái giờ lý thuyết rồi xong hết, còn người lấy tiền rồi hết rồi. Anh làm ơn anh vô thì mẹ cũng 5 phút nữa anh vô mẹ thấy đi. Nghe không? Đi thi bằng lái bằng việc đó làm giúp cha người ta ghê luôn á.
À nay có thợ mới thằng ơi. Không, nghe nè. Không nghỉ rồi. Em đang kêu nó quay lại đó. Em ở nước ngoài mà ở Việt Nam mà ông làm như nước ngoài vậy? Dạ sao ạ? Ông đi thi bằng lái mà ông làm như là mình đã lo hết rồi. Vô rồi sáng đi thi rồi có người ấy hết rồi, xong giờ ra tập mà giờ chạy theo xe thôi mà ông cũng đã làng ra sớm nên nóng chịu không nổi. Mẹ Việt Nam chứ đâu phải ở Mỹ đâu mà. Đi theo tiếng gọi của con tim bỏ thầy nữa, chẳng biết con tim nó gọi cái gì nữa. Lại không có nên xảy ra gì nữa. Ủa chị tính đâu em dời đi chứ em nên lái chỗ khác nữa chứ. Được quá, em không đi đâu đâu. Tân Phú này mảnh đất màu mỡ mà chị. Rồi tự nhiên nó dẫn vô cái mình nghĩ đấy, mình nó đi vô coi sao. Làm một hơi một, thôi tao mày ở đi, tao đi đi. Chị cứ yên tâm ở tại Sài Gòn này, mà nếu Thái làm tóc xấu rồi thì sau lưng Thái còn ít nhất là 500 người xấu hơn. Ít nhất là 500 nha, còn số nhiều có thể tăng hơn nữa. Chị vô cái nó hỏi chị là giờ chị làm tóc ở đâu? Chị nói chị làm tóc của Thái không à. Chị không có làm đâu, nhưng bữa nay con bạn chị nó nói là nó dẫn chị vô đây. Đó, chị nói nhưng mà chị chưa có muốn làm, chị nói vậy. Để coi sau cái hồi nó mới ngồi nó nói là chị bị tóc, chị bị hư này nọ thì luôn hết trơn, nó ừ thôi. Thôi thì thôi chuyện làm nữa. Con mẹ ở đây mày làm với tao đi chỗ khác. Mình đã nói xuống đây đi. Tại chị cứ nghĩ là em đi. Đi đâu rồi? Em mà đi đâu chị? Em ở đây mấy tiệm ở đây mà đi đâu nữa? Tóc chị cũng mau dài nữa. Dạ. Giờ vẫn tắt ngắn luôn thanh thái nào? Dạ. Dạ. Mặt gì nè? Tắt những bữa. Dạ. Đi làm hết à? Dạ. Thầy thấy cô cho chị đi. Nhanh chị nha. Dạ. Về tự nông không có ghé em rồi đó. Dạ. Bắt cô quá. Dạ, thực tế dưỡng chơi rất mệt quá đau. Mỏng dễ thương quá à em. Thầy cắt tóc đẹp quá chứ không phải. Hai cái mặt đấy rồi đây. Cái mà cũng vào phố nữa. Lâu lâu cởi con xe đẹp trước khi vào phố rồi đấy. Tết đến giờ là đúng không? Ra được nửa năm rồi. Đó.
Tại vì tính để màu tóc tự nhiên. Cái lai thì nó sáng một xíu không Thái? Dạ. Cái lai thì nó sáng một xíu đúng không? Cái lai trước mắt là nó chưa có sáng lên đâu chị. Nhưng hôm nay mình dùng cái phương pháp hẹn hò đó thì trước mắt cái lai mình nó chưa sáng lên. Nhưng mà tương lai nó sẽ sáng lên. Không, cái lai nó trôi rồi thì cái kia nó vẫn còn. Dạ. Hải ơi, cô bấm màu cho bạn đi. Chân lại không Thái? Dạ có thì nhịn nhịn chân thương luôn.